một trong những cái điểm nhấn rất là thú vị ở cái khu vực này nữa là đó chính là cái cách thiết kế của nó rất là hiện đại, tràn kính đến tận 70%. Chào tất cả quý vị, các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Tham, và hôm nay em đã đang di chuyển trên quốc lộ Hà Nội Hải Phòng để di chuyển từ Ocean Park 1 sang bên chỗ khu vực Ocean Park 2, 3. Thì khoảng cách từ đây, từ Ocean Park 1 mà sang Ocean Park 3 thì cũng gần thôi, nó rơi tầm khoảng 5 phút lái xe. Hiện tại thì ở bên Ocean Park 1 cũng khá là đông rồi, có rất là nhiều xe cộ bên Ocean Park 1 kéo về. Vì đấy, đó là một cái dự án khá là thành công của bên Vinhome khi mà kéo được lượng cư dân rất là lớn. Thì từ Ocean Park 1 chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ về cái lượng cư dân đang tràn về phía đông Hà Nội này. Thì chúng nó điều đó chúng ta có thể mường tượng được rằng trong một thời gian tới nữa thôi thì cái số lượng người mà kéo về Ocean Park 2, 3 nó sẽ rất là đông. Thì dòng người về đông thì cái dòng tiền nó về đó cũng nhiều. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy được cái tiềm năng của cái khu vực đó. Nên hôm nay là một cái buổi chiều ngày 26, thì cũng là những ngày cuối cùng của tháng 8 rồi. Thì một buổi chiều thu khá là đẹp, thì em Đạo sẽ đến dự án để quay cho quý chị một vài căn vị trí đang rất là hot tại khu vực Vịnh Thiên Đường, ngay gần chỗ Mega Grand World, vị trí trung tâm của cả dự án. Hàng ngày, hàng tuần có rất là nhiều khách du lịch về vui chơi giải trí. Thì cách đó chỉ mấy bước chân thì chúng ta sẽ có những cái căn shop house liền kề, vừa ở vừa kinh doanh, sổ đỏ lâu dài vĩnh viễn. Đó, đấy thì nghe thì cũng rất là hấp dẫn. Cái thiết kế của nó cũng khá là đẹp. Thì mời quý vị chị cùng với Đạo đi tham quan nha. Đây chúng ta đang rẽ vào cái dự án này. Dự án cửa ngõ vào đường xá đi rất là dễ, đi chúng ta đi ô tô đến tận nơi luôn, không phải đi bất kỳ một cái đường gì nhỏ nó khó khăn. Thì chỗ này có rất dễ vào, đây là cổng vào kiểm soát của Vinhome này rồi, ta bắt đầu nhìn thấy rồi đó, rất rất đẹp. Quỹ đất bên tay phải đây là sẽ là Safari của tương lai đó, cần trống rất là nhiều. Quỹ đất này quy hoạch tương lai hy vọng là sẽ có một cái Safari tại Hà Nội ở đây. Chúng ta có thể rẽ trái để vào đây luôn cũng được, nó sẽ gần, nhưng mà nó sẽ đi thẳng để đến lên chỗ đường vành đai 3.5 để đi cho nó nhìn đường cho nó rộng, cho đẹp. Kia, cái cây cầu 3.5 chúng ta sẽ lên đó đấy. Đó. Đường đi khá là dễ. Đặc biệt là không bị ùn tắc. Rất thuận lợi để đi. Đấy, chúng ta sẽ rẽ phải để lên mình đai 3.5. Phía trước mặt chúng ta kia thì cũng là dự án của Eco Park. Đấy, chúng ta đi thẳng sẽ thấy là những tòa nhà của Eco Park đã xây xong và lại cũng hành trình làm sao để mà kéo dân về. Thì tuy nhiên là về cái hành trình này thì Đạo đánh giá bên chủ đầu tư Vinhome có nhiều cái chính sách nhà khá là tốt hơn, như là tổ ấm an vui, rồi hỗ trợ các cửa hàng cà phê, các cửa hàng để bán, để kéo cư dân về, rồi những cái chính sách mà chiết khấu 7% cho khách hàng về ở sớm đấy, đấy là những cái chính sách kèm theo rất là tốt mà chủ đầu tư muốn để kéo được lượng dân về. Một cái dự án là khó nhất trong các cái giai đoạn khi mà xây xong đó chính là kéo được dân về, thì đó mới là cái dự án thành công. Chúng ta đang lên chỗ vành đai 3.5, phía dưới của chúng ta đây chính là cao tốc Hà Nội Hải Phòng.
đi qua ngay cái dự án này không? Đẹp. Đây, chúng ta sẽ thấy rằng dự án ngay cạnh cao tốc 1 rất là đẹp đó, cao tốc đẹp quá trời. Đi một mạch là chúng ta xuống Hải Phòng, một mạch nữa là chúng ta xuống Quảng Ninh, thì 2 tiếng thôi, tiếng rưỡi 2 tiếng. Đây là trường học Vinschool này, cùng với dòng sông Sea Park bao quanh cả dự án này. Đó, trường học Vinschool thì khai trương vào tháng 9 này rồi, tuyển sinh từ trước đó và khai trương là tháng 9 này bắt đầu vận hành. Thì lượng học sinh sẽ rất là đông, một ngày một đông hơn, và sẽ là một yếu tố rất là quan trọng để có thể là kéo được dân về đây. Rồi từ đó là chúng ta có thể mường tượng được là lượng người đi qua đây và trong dự án, rồi bố mẹ phụ huynh rồi dần dần cũng sẽ tính cái phương án là làm sao để cho con em mình di chuyển gần nhất. Thì khi mà di chuyển gần nhất thì chỉ có thể là sẽ là mua dự án ở đây thôi, mua nhà ở gần ngay trường thôi, để đi lại rất là thuận tiện. Mà không khí ở bên này thì rất là sạch. Như em đã đánh giá là một trong những cái phân khu mà cảm giác mà yên tĩnh nhất chính là phân khu Đảo Dừa. Mà Đạo hay thường tư vấn cho quý anh chị khi mà muốn được về ở, mà muốn trong một cái không gian khép kín ấy, thì phân khu Đảo Dừa không khí rất là sạch, yên tĩnh, rồi ở rất là thích, an ninh 3 lớp, rất là an toàn cho trẻ, các bạn nhỏ nhà mình. Thì quay lại, chúng ta hôm nay sẽ đi sang dự án Ocean Park 3. Ocean Park 3 thì nó cũng nằm ngay cạnh 2 thôi, nó chỉ cách nhau bằng cái con đường trước mặt này đây, gọi là vành đai 3.5. đấy, phía bên này chúng ta đang bắt đầu có những cái nhà đã xong này, thương mại dịch vụ. Cây thì quý vị chị thấy rằng là qua mấy năm trồng thì cây bắt đầu là thấy cổ thụ bắt đầu xòe tán rồi, thì nó có sức sống nó rất nhiều so với cái dự án mà chưa hình thành. Bây giờ thì chủ đầu tư bán hàng thì cũng khá là linh động, có nhiều chính sách rồi chiết khấu rất là hay. Đây chính là Vincom, cũng sẽ được khai trương và đi vào hoạt động vào cuối năm nay, tầm khoảng tháng 12 này. Đây là một trong những cái Vincom lớn nhất cả nước, dự là sẽ là rất là thu hút rất là lượt người đi siêu thị shopping, phục vụ cho cư dân cũng như là những người ở trong trung tâm Hà Nội ra đây, rồi cả những nhà hát, rồi cả những cái sự kiện rồi tổ chức hết ở trong cái Vincom rất là to này. Đấy, đằng trước mặt chúng ta bắt đầu đã đến cổng chính của bên phải là Ocean Park 2 này, và chúng ta sẽ có bên tay trái là Ocean Park 3. Thì hôm nay Đạo sẽ giới thiệu đến quý anh chị cái vị trí Vịnh Thiên Đường 567 đang rất là hot hiện nay, chủ đầu tư đang mở bán. Đấy, chúng ta rẽ trái nha. Quý anh chị đến đây thì nhớ là phải rẽ trái thì chúng ta mới đến Ocean Park 3. Đây là cổng. Thì trước khi vào cổng, quý anh chị thấy là đặc sản của Vinhome là luôn luôn có an ninh túc trực ở các cửa ra vào đó. Những ai mà đi nhầm đi sai là có thể hướng dẫn. Đây là Grand World này, cổng chào Grand World này. Đẹp, đẹp không? Rất đẹp. Cổng chào. Và bên trong này chúng ta sẽ có dòng sông Venice mà trong những tập trước mà em đã hay giới thiệu đó. Chính là khu du lịch. Khu du lịch. Ừ. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là đẹp. Rồi, đi đến đoạn này nha, chúng ta bắt đầu đã nhìn thấy dãy Vịnh Thiên Đường 567 rồi đấy. Cái vị thiên đường 567 này tại sao mà lại vị trí đắc địa như vậy? Tại vì là nó gần ngay về Mega Grand World đó quý anh chị. Đây chúng ta bắt đầu sẽ tới ở từng dãy một nhá. Chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ... Thôi chúng ta đi đằng trước đi. Rẽ phải này thì trước em Đạo cũng đã giới thiệu nhiều rồi. Ngay sát của Mega Grand World. Đây, cái dãy này đầu tiên là chính là Vịnh Thiên Đường 7 nhá. Vịnh Thiên Đường 7 này. Đó, nhìn thấy chưa ạ? Chúng ta bắt gặp rất là nhiều người trước cũng đang đi xem nhà đó. Và chúng ta rẽ phải chính là Vịnh Thiên Đường 7. Cái dãy Vịnh Thiên Đường 7 là vị trí mà gần trung tâm nhất, gần chỗ Mega Grand World nhất. Và chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều sale cũng đang túc trực ở đây. Đó, túc trực để đi xem dự án. Khi mà chúng ta vào đây thì cảm giác quý anh chị có thể thấy rằng là đường rất là sạch, dễ đi. Đi đến cửa thôi, quý anh chị thoải mái đến đây để xem nhà, chọn cái căn nào mà mình thích. Đó, nhưng mà phải căn mà đang mở bán à. Nhiều căn đã bán rồi.
cây cũng đã xanh và đã được trồng từ trước. Một trong những cái điểm nhấn rất là thú vị ở cái khu vực này nữa là đó chính là cái cách thiết kế của nó rất là hiện đại, tràn kính đến tận 70%, nên là cảm giác sẽ rất là rộng. Đây, em Đạo sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái căn điển hình ở Vịnh Thiên Đường 7, 23, 23, 23 ở dưới kia. Đạo giới thiệu đến quý anh chị một trong những cái căn đang mở bán rất là hay. Đây, chỗ này là chỗ chúng ta có thể ra Grand Gua, gọi là chỗ đường khe dễ di chuyển dễ dàng hơn Grand Gua, kết nối từ Grand Gua bên này và kết nối giữa Vịnh Paradise Bay là cái khu vực vui chơi giải trí Wonder Park ấy, đó Vin Wonder ấy, đi đón này đấy, thì từ đó là nó sẽ dễ hơn cho cái việc di chuyển những người cái nhà nào ở giữa dãy để đi ra nó tiện hơn. Đây em đã đang lé giữa hai cái ô tô giữa hai bên đường cũng nhiều, đi nó cũng dễ. Đường này là đường 13m, đường 13m. Nếu hai đô ô tô mà đỗ ngang hài thì nó cũng sẽ hơi trần một tí để mà có thể lách qua, tuy nhiên vẫn đi được. Nói chung là về cái đường 13m là cũng khá là ổn rồi, một khoảng cách khá là tốt, khá là rộng. Chúng ta sẽ có bắt gặp rất là nhiều sale anh chị em túc trực ở đây. Chúng ta sẽ lên đây để đây này một cái khe nữa này, đó rất dễ. Đi một đoạn là chúng ta sẽ có cái khe để kết nối giữa Mega Grand Gua với lại Vịnh Vin Wonder Park để công viên đi cho dễ. Vịnh Thiên Đường 723, đây là 741 rồi. Cũng phân chia giữa hai dãy, một dãy là dãy chẵn, một dãy là dãy phải để khách hàng, để mọi người đến tìm cho nó dễ. Bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đâu, chúng ta sẽ dùng ở bên trên. Anh em túc trực khá là đông vì hiện tại có rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều khách hàng đang rất là quan tâm đến những cái dự án Vịnh Thiên Đường này, vị trí rất là đẹp. Chúng ta cùng xuống xem nhá. Em Đạo đang đứng trước cái căn Vịnh Thiên Đường 723 này. Đó, mặt tiền là 5m với diện tích đất lên tới 70m2. Tổng diện tích xây dựng là 5 tầng, 272,8m2, 5 tầng nha. Cái ban công ở tầng 3 này khá là rộng này. Cái ban công tầng 3 khá là rộng. Và cái điểm nổi bật của cái căn này là quý anh chị có thể thấy là căn này có một cái mái che. Mái che nó khá là đẹp. Nhìn nó một cái hình dù chụp có 70m thôi nhưng mà nhìn nó khá là rộng. Cộng với cái mặt tiền là 5m này nữa này. Bàn giao thô thì cái căn này đâu đấy đang có giá là tầm 10 tỷ thanh toán sớm. Thì quý anh chị mà về ở sớm này, rồi về ở sớm hay là có những cái chính sách chiết khấu như 7% về ở sớm và tặng vàng, tặng voucher đó. Vừa rồi thì chúng ta đã đi tham quan cái dãy Vịnh Thiên Đường 7. Đấy, ra đầu dãy cái là chúng ta sẽ ra đến chỗ Mega Grand World. Thì bây giờ em Đạo sẽ cùng với quý anh chị chúng ta sẽ đi sang chỗ dãy 6 xem. 6 thì nó ngay đây thôi. 5, 6, 7 thì nó sát với nhau. Đây là dãy số 6 thì nằm trong này. Đó, số 6 thì giống như số 7 đó. Là hai cái dãy khá là gần nhau. Sau dãy số 6 là dãy số 5 thì chúng ta sẽ có một mặt tiếp xúc với lại công viên Vin Wonder Park, Paradise Bay. Mặt nhà khá là đẹp. Đấy, đối diện với lại công viên luôn. Đây là những cái vị trí khá là đặc biệt. Toàn là đây là song lập rồi. Đây thì vị trí đẹp rồi. Vị trí ngay cổng công viên Paradise Bay, bệnh biển 4 mùa. Nhà đây thì đấy, quý anh chị có thể thấy rằng là cửa soát vé đó. Đấy, nếu mà quý anh chị có con em mà muốn đi chơi vui chơi giải trí thì có thể vào đây, ở đây hơn 200.000 một vé vậy. Đó, mặt này thì rất là đẹp này, nên là xong đây là những căn mà khá là đẹp. Mặt nào view ra công viên, đường to.
Nhà thì tràn kính, thiết kế rất là hiện đại luôn. Cái cận vị trí các dãy này là đường đại lộ 51 m, đây là cái trục đường chính dẫn đến vào cửa ngõ mà em Đạo mới vào từ lúc đầu video đó. Đấy, chúng ta sẽ có một cái đường đại lộ rất là to, cái trục đường chính của cả phân khu đó, rất là đẹp. Đây, chúng ta cùng nhìn lại dãy 567 này một lần nữa ở bên phía bên này. Đấy, một những cái vị trí kẹp giữa giữa ba cái điểm nhấn, một là Venice Megalencore, hai là vịnh biển bốn mùa Paradise Bay, ba là đường đại lộ 51 m. Đó, đây là một cái vị trí khá là đắc địa. Thì nếu mà quý anh chị quan tâm đến cái phân khu này thì đừng quên liên hệ đến em Đạo số điện thoại qua phần mô tả. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.